À, xin mời các bạn nhé. Này các bạn ơi, miếng măn này các bạn này, mời các bạn nhé. Cơm trắng các bạn này. Ngon các bạn. Thế các bạn. Cái miếng mắt của mình nhá. Ngon quá các bạn. Các bạn. Có đi ra chợ mua được một chút mắt lợn. Đây các bạn này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cái mắt lợn. Thì mình chuẩn bị làm một món mắt lợn hầm. Đây mình chuẩn bị tỏi này. Mấy lại hành tây nhá. Xả. Ngũ vị hương. À, hành tây, xả, ngũ vị hương, sa tế. Đấy, để hầm món này thì bây giờ mình sẽ sơ chế. Đây mình dùng muối các bạn ạ. Dùng muối để mình làm sạch cái mắt này. Các vị mình bỏ xăm tạo thường bên ạ. Mắt này thì chúng ta phải sơ chế, bóp cho nó sạch. Mình dùng muối để mình làm sạch nó. Mưa to quá. Bây giờ lại mưa to rồi, ngoài trời mưa to lắm các bạn ạ. Rồi ok. Đây giờ mình cho một chút nước này. Để mình làm sạch nó. Sau khi mình đã làm sạch các bạn này. Làm sạch mắt rồi nhé. Thì mình cho vào đây mình ướp qua. Sa tế các bạn, mình sẽ cho sa tế vào đây. Ướp. Để cho lấy màu các bạn nhé. Một chút chút canh. Đây là vị chín hàng đêm nhé. Ngũ vị hương. Xong khi xong xuôi rồi thì mình sẽ đi dòng bếp các bạn ạ. À các bạn, đây là cái bếp huyền thoại của mình các bạn nhé. Bếp này thì mình là chế cái bếp ga các bạn. Hôm nay mình đi bếp củi. Mình gọi là cái bếp huyền thoại. Thì mình hay làm video của nó. Là mình gọi nó là bếp huyền thoại. Thank you.
Đó, các bạn nhé, đây là sả mình trồng các bạn này. Đấy, mình trồng ở trên cái chậu sơn các bạn nhé, thùng sơn nhá. Bây giờ mình hái một chút lá để mình nót vào cái đinh nồi các bạn ạ, để vừa tạo mùi thơm các bạn. Mình tỉa một chút lá để mình cho xuống đáy nồi. Đấy, sả mình trồng trên cái chậu này có hốt nó rồi các bạn ạ. Đấy, mình mới trồng cũng khá khá rồi đấy. Đó, mình làm một chút thôi, rửa đi nhé. Mưa quá các bạn. Thế là mình thật ạ. Cứ một mình vừa cầm máy quay này vừa làm công việc. Nên là nhiều khi video nó bị rung lắc một tí các bạn. Xem vi cảm thông cảm nhé. Đó, đang là kiếm đến đây. Bảo là trong cái đít nồi này. Bếp thì mình đã cho rồi, mình đặt cái này lên đây. Thì tưởng là mình sẽ cầm gốc gia vị các bạn nhé. Đây là cái phần cái mắt heo nhé, của mình đã xong rồi. Sau mình chút vào đây. Phần mắt heo của mình nhé. Rồi, tiếp đến là mình sẽ hành các bạn nhé. Đấy, mình đã xếp cái hành này thì mình xếp thẳng ở đây luôn, mình không bổ nhé. Đây còn cái tỏi nữa các bạn này. Đấy, đây là phần tỏi nhé. Đấy, phần mì chính bột canh thì mình đã ướp rồi, bây giờ mình cho thêm một chút thôi. Rồi, sau khi đã xong rồi mình cho lên bếp các bạn ạ. Khi cho ăn bếp thì mình cần chế thêm chút nước các bạn nhé. Mình chế thêm một chút nước để cho nó vào không cháy lồ. Đây là phần nước các bạn nhé. Chế nó vào cái lồ này. Đây là còn thiếu nhiều gia vị lắm các bạn ạ. Còn thiếu hành tây này. Mình sẽ đi mua hành tây, đang mưa quá chưa mua được. Mới này mình sẽ mua một chút một quả khỏi quá. Khỏi quả dưa xiêm các bạn nhé. Đấy, như thế này là còn mình cũng tương đối rồi nhé. Đấy, cái bếp của mình thì đây các bạn ơi. Bếp của mình đây. Bây giờ cho to bếp các bạn nhé.
Lúc mình này mình đã kho được khoảng 45 phút rồi các bạn ạ. Thì cái nồi mắc của mình đã chín các bạn nhé. Cái này thì các bạn ạ, ăn mấy ngày mùa lạnh này mà mùa mưa này nhá, ăn được cơm. Thì ngoài trời mưa to quá, mình nói nó khó nghe quá. Ăn được cơm trắng các bạn nhé, thì phải nói là tuyệt vời luôn. Cái nước cốt nó các bạn ạ. Để mình lấy cái kia nhé. Nước kia mình cho các bạn xem nước cốt này này. Đây này các bạn ạ. Thế nên nhân nước sốt vào đây. Đấy, sạch sạch các bạn nhé. Rất ngon các bạn ạ. Nhất là mình lại cho nước cốt dừa nữa. Nên là độ queo, độ quặn của nó này. Nếu mà sang với cơm trắng, trộn với cơm trắng thì ăn phải là tuyệt vời luôn. Nước chê luôn. Chua cơm nhé. Ăn cơm rất ngon. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi lấy cơm trắng. Mình thử ăn rồi chia sẻ các bạn nhé. Mình thử cái nước này mời các bạn này. Rất tuyệt vời luôn các bạn ạ, ngon lắm nhá. Đây cái mắt các bạn nhé. Giờ mình có thử cái mắt các bạn này. Để thử cái mắt cho các bạn cùng thức nhé. Đây các bạn này, đây nhá. Mình xin mời các bạn cái mắt này. Đấy, cái mắt mình đã kho đây, cái nồi kho mình các bạn này. Đấy, bây giờ múc ra mình các bạn này. Mời bạn thử nhé. Quả là một món ăn tuyệt vời các bạn. Mình cảm thấy món ăn này là ngon dã man luôn. Ăn với cơm trắng thì thôi được quên luôn. Ngon lắm và mình đợi nồi cơm của mình chín ngay, mình sẽ làm một bát cơm mình sẽ cùng ăn và mời các bạn nhé. Ngon lắm các bạn nhé. Các bạn ơi, thì cái món măn heo của mình kho chín các bạn ạ. Chín đâu đây như các bạn nhé. Thì cơm trắng mình sới lên rồi. Đấy, cơm trắng mình sới rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ xem cái hành nó dư không nhá. Các bạn ơi, hành dư hết các bạn nhé. Hành tỏi này dư hết. Bây giờ mình sẽ cho vào cơm nhá. Cơm trắng này. Mình mời các bạn này. Đấy, cơm trắng này các bạn nhá. Mời các bạn ăn cơm nhá. Ngon quá các bạn. Mời các bạn một cơm nữa này. Mời các bạn nhá. Tuyệt vời. Xin mời các bạn nhá. Này các bạn ơi, miếng măn này các bạn này. Mời các bạn nhá. Cơm trắng các bạn này. Ngon các bạn, thế các bạn, đây là cái nước mắt của mình nhá, ngon quá các bạn, các bạn.
các bạn vì ngon quá các bạn nên mình ăn hết một chai cơm này. Và đây là cái nồi các bạn này, nồi kho của mình nhé, cho các bạn xem này, nồi kho của mình cũng không còn gì nữa, chỉ còn vài cái lá xả mới lại vài cái gia vị thôi, tí nước thôi. Đấy, mình ăn hết 20 cái mắt, 20 cái mắt các bạn ạ, và một khay cơm. Nó ngon quá các bạn, nó ngon quá nên là mình cố ăn cho nó ngon. Đấy, các bạn cầm mắt là một cái thỉnh thoảng có xương nhé. Và video mình chỉ chia sẻ với các bạn là kho một cái nồi mắt các bạn ạ, mắt lợn nhé, và ăn một khay cơm. Nó rất ngon, cảm nhận là rất ngon, mà trong khi đó là ngoài trời là mưa bão thì bây giờ cũng ngớt mưa rồi các bạn ạ. Đấy, đằng sau mình đấy, bây giờ mình vẫn còn tách tách mưa nhưng nó ngớt rồi. Thôi, chúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và xin chúc các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ và để lại bình luận các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.